Pixar, hãng phim hoạt hình nổi tiếng của Hoa Kỳ, cho ra bộ phim mới về cuộc hiện ra ở Fatima. 38 tên chân phước tử đạo dưới tay Cộng sản Albania. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tù nhân đừng mất hy vọng vào lòng thương xót Chúa trong thánh lễ năm thánh dành cho họ. Pixar, hãng phim hoạt hình nổi tiếng của Hoa Kỳ, cho ra bộ phim mới về cuộc hiện ra ở Fatima. Roll Report cho biết, câu chuyện về mẹ Maria hiện ra ở Fatima đã trở lại màn ảnh lớn, nhưng lần này cửa vào được mở rộng hơn cho nhiều tầng lớp khán giả. Bên cạnh việc sử dụng công nghệ dựng ảnh hàng đầu trong cách làm phim hoạt hình, điểm mạnh của bộ phim này còn là câu chuyện kể. Nó mô tả sự kiện của quá khứ, nhưng lại quay ở thời điểm rất hiện đại. Rui Pedro Oliveira, nhà sản xuất cho biết, đây không phải là phim Fatima hiện đại, bởi vì chúng tôi không chỉ có ý muốn kể về Fatima, nhưng còn muốn kể theo cách hiện đại. Oh. Don't fear. I am the angel of peace. Bộ phim vẫn chưa hoàn tất hẳn, vì nó còn bao gồm những sự kiện liên quan đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra, bao gồm cả chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Bồ Đào Nha năm 2017. Nhà sản xuất phim Oliveira cho biết, chúng tôi sẽ đưa thêm vào bộ phim sự kiện 100 năm Fatima là những gì sẽ xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm sau. Bộ phim cũng sẽ có sự xuất hiện của nhân vật Đức Thánh Cha Francisco trong sự kiện 100 năm. Vì là phim hoạt hình, nên dĩ nhiên tất cả các nhân vật sẽ được đồ họa theo kiểu này, nhà sản xuất phim nói. Bộ phim đã bắt đầu được dàn dựng từ 3 năm trước đây. Nhiều người được đề cử Oscar đã tham gia trong phim, bao gồm cả những người được đề cử vì công việc tạo hình hoạt họa trong phim ngắn The Cathedral, Thánh Đường. Tên chân phước tử đạo dưới tay Cộng sản Albania. Theo Vatican Radio, 38 anh hùng tử đạo vào những năm 1945 đến năm 1974 dưới chế độ Cộng sản Albania đã được tuyên phong chân phước tại thành phố Skopje, Tây Bắc Albania. Thánh lễ diễn ra tại quảng trường nhà thờ Thánh Stephen do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh chủ sự. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Amato nói rằng, khi những kẻ bách hại cố làm lu mờ các chứng nhân trong bóng tối của sự lãng quên mãi mãi, thì những chứng nhân tử đạo lại càng tỏa sáng trên bầu trời của nhân loại. Cho thế giới chiêm ngưỡng gương mặt thật của lòng tốt, căn tính của con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Việc tuyên phong chân phước cho các vị chứng nhân tử đạo hôm nay là để công nhận sự hy sinh về đức tin của các vị. Điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích tiến hành điều tra hồi tháng 4 năm 2016. Thánh lễ tuyên phong chân phước diễn ra hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 11 vừa qua. Các vị tân chân phước nằm trong số 130 linh mục cùng với hàng ngàn tín hữu bị bách hại hay giết chết trong các trại lao động dưới chế độ Cộng sản Albania tồn tại từ năm 1945 đến năm 1991. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tù nhân đừng mất hy vọng vào lòng thương xót Chúa trong thánh lễ năm thánh dành cho họ. Hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trong năm thánh lòng thương xót dành cho các tù nhân tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ rằng đừng bao giờ đánh mất hy vọng hay rơi vào cám dỗ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được tha thứ. Khoảng 1.000 tù nhân cùng với gia đình của họ từ 12 quốc gia khác nhau đã đến Rome để tham dự thánh lễ dành riêng cho họ. Nói trong bài giảng, Đức Thánh Cha cho biết đức tin giúp thừa nhận Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm hy vọng và qua đó ta thấy được ước mong để đạt được một cuộc sống mới. Chúng ta tất cả đều được mời gọi tái sinh vào cuộc sống mới, cho dù trong quá khứ có sai lầm thế nào đi nữa và bị luật lệ trừng phạt.
nhắc đến sứ điệp trong tin mừng Chúa Nhật 32 thường niên, nói về niềm hy vọng sau khi chết, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa không phải là của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống, bởi vì mọi người đều sống cho Ngài. Vén mở cho thấy gương mặt thật của Thiên Chúa Cha là đấng chỉ muốn sự sống cho tất cả mọi con cái Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp, hy vọng là ơn Chúa ban. Nó được đặt trong tận cùng sâu thẳm con tim của từng người, để có thể soi chiếu với ánh sáng của nó hiện tại cho chúng ta. Chúng ta thường bị khuấy động và bị che mờ bởi biết bao tình trạng dẫn đưa tới buồn thương và đau khổ. Chúng ta luôn luôn cần củng cố các gốc rễ của hy vọng cho chắc hơn, để chúng có thể đem lại hoa trái, trước hết là xác tín về sự hiện diện và cảm thương của Thiên Chúa. Mặc dù sự giữ chúng ta đã làm, không có nơi nào trong con tim chúng ta mà tình yêu của Thiên Chúa không tới được. Nơi đâu có một người đã làm lỗi, thì nơi đó lòng thương xót của Chúa Cha lại càng hiện diện hơn nữa, để dấy lên sự sám hối, tha thứ và hòa giải. Đức Thánh Cha cũng nói, chắc chắn việc thiếu tôn trọng luật lệ đã đáng bị phạt, và việc mất đi sự tự do là hình phạt nặng nề nhất phải chịu, bởi vì nó đụng chạm tới con người trong nơi sâu thẳm nhất. Thế nhưng, niềm hy vọng không thuyên giảm. Đức Thánh Cha cũng nói, chắc chắn việc thiếu tôn trọng luật lệ đã đáng bị phạt, và việc mất đi sự tự do là hình phạt nặng nề nhất phải chịu, bởi vì nó đụng chạm tới con người trong nơi sâu thẳm nhất. Thế nhưng, niềm hy vọng không thuyên giảm. Thật thế, một đàng là điều chúng ta phải chịu vì sự giữ đã làm. Đàng khác là hơi thở của niềm hy vọng, không thể bị bất cứ ai và bất cứ gì lấy mất. Con tim của chúng ta luôn luôn hy vọng vào sự thiện. Chúng ta nợ lòng thương xót mà với nó Thiên Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Cuối cùng, Ngài mời gọi các phạm nhân hãy mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa, đừng tuyệt vọng. Thánh lễ dành cho các tù nhân trong năm thánh lòng thương xót nằm trong chuỗi những thánh lễ đặc biệt của năm thánh này. Năm thánh sẽ bế mạc vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 tới đây, lễ Chúa Kitô Vua.